anh chị nắm được hết. Rồi mình qua cái dạng vật chất duy trì sự sống trong cơ thể của con người thì nó có 5 dạng, đó là tinh khí, thần, huyết, tinh dịch. Thì cũng như vậy luôn, các anh chị phải nắm được nguồn gốc của nó từ đâu, nó hình thành như thế nào, công năng, chức năng của nó là gì. Thì em hay hệ thống cho các anh chị bằng cái sơ đồ đó, các anh chị phải nắm được cái sơ đồ. Mà mình nắm được cái sơ đồ rồi sau này mình học điều trị nó rất là dễ. Thì có một cái bất thường của huyết, của khí, các anh chị dựa vào cái sơ đồ hình thành đó, là mình sẽ suy luận ra liền. Rồi, mình sẽ đi vào cái nguyên nhân gây bệnh. Nguyên nhân gây bệnh đó, thì có nguyên nhân gây bệnh bên trong, bên ngoài và nguyên nhân khác. Bên ngoài người ta gọi là ngoại nhân, bên trong gọi là nội nhân, khác thì gọi là bất nội ngoại nhân, tức là không phải bên trong cũng không phải bên ngoài nha. Thì bên ngoài á, nó gồm có, các anh chị nhớ cho em số 6 hay mình còn gọi nó là lục dâm. Bên trong thì nhớ số 5, người ta hay gọi là tình trí. Nguyên nhân khác cũng nhớ số 5 luôn, nó sẽ có 5 cái nguyên nhân nhỏ nhỏ. Thì đây là 5 cái nguyên nhân nhỏ nhỏ em gom lại cho các anh chị nè nha. Đây là ngoại nhân nè, đây là nội nhân nè, đây là bất nội ngoại nhân. 5 cái của bất nội ngoại nhân, 5 cái của bất nội ngoại nhân thì gồm có rồi tiếp tục nha các anh chị. Cái phần mà bất nội ngoại nhân đó thì nó gồm có 5 cái, như là sản phẩm bệnh lý, sinh hoạt, chấn thương ký sinh trùng, chữa trị sai tiên thiên, hoặc là tiên thiên bất túc, hoặc là nội thương sinh ngũ tà. Rồi sau khi mình đã biết được nguyên nhân gây bệnh rồi á, thì mình sẽ qua cái phần khám nha. Khám thì có 4 cái hay gọi là tứ chẩn á, thì gồm có vọng văn, vấn thiết. Thì từng cái cơ bản á, thì cũng đã hướng dẫn với các anh chị rồi. Vọng chẩn á thì gồm có vọng nơi bị bệnh, vọng chức tiết, vọng lưỡi, vọng chỉ văn tức là chỉ tay á. Rồi văn chẩn thì nhắc lại, văn chẩn thì gồm có nghe âm thanh và ngửi mùi vị, nghe tiếng nói nè, tiếng thở, tiếng ho, tiếng nấc vân vân. Ngửi thì ngửi cái mùi của mũi, có thể miệng có đờm, hoặc là ngửi cái đờm đờm nhớt bệnh nhân khạc ra, hoặc là ngửi mùi phân, mùi nước tiểu vân vân. Rồi vấn chẩn tức là phần hỏi á, thì nó gồm có thập vấn thôi. Đầu tiên là hàng nhiệt, hãn, đầu, thân, tiện, ẩm thực, hung phúc, lung, khát, cụ bệnh và bệnh nhân nha. Rồi đến phần thiết chẩn. Thiết chẩn á, thì mình có một cái phần mạch chẩn và xúc chẩn. Thì mạch chẩn các anh chị chỉ nhớ khái niệm cơ bản thôi. Mình sẽ nhớ những cái bộ ở phần tay, đó là ba bộ thốn, quan xích, tay phải và tay trái. Nó tương ứng với một số tạng phủ nhất định. Rồi, nấu chốt lại của cái phần xem mạch thì các anh chị nhớ cho em ba cái ý quan trọng. Đó là theo dõi vị trí nông sâu thì mình xác định được mạch phù hay mạch trầm. Theo dõi được tốc độ của mạch để xác định mạch trì, mạch xác. Và theo dõi cường độ của mạch để xác định được tình trạng của bệnh nhân là hư hay thập. Rồi sau đó mình đã khám xong rồi thì mình bắt đầu mình chẩn đoán. Chẩn đoán thì mình sẽ qua phần bát cương ha. Bát cương thì các anh chị nhớ là mình sẽ có 4 cặp phạm trù, gồm có âm dương để đánh giá xu thế chung của bệnh, hàn nhiệt thì đánh giá tính chất của bệnh, biểu lý thì đánh giá vị trí của bệnh, hư thật thì đánh giá trạng thái của người bệnh. Sau khi các anh chị đã chẩn đoán được bát cương rồi đó, thì mình sẽ qua tới cái nguyên tắc điều trị chung, rồi sau đó mình mới vô nguyên tắc điều trị riêng. Nguyên tắc điều trị chung thì các anh chị nhớ số 3, thì 3 này là gì, gồm có toàn diện nè. Nguyên tắc điều trị muốn lập nguyên tắc gì thì lập, nhưng phải dựa trên ba nguyên tắc chính này, đó là toàn diện, đó là lập pháp chế phương, đó là ứng vạn biến. Thì từng cái là gì bài trước em nói rồi nha, em không có nói lại nữa. Rồi sau đó mình sẽ vào bát pháp. Bát pháp thì là 8 xu thế điều trị chung, thì gồm có hãn pháp, thổ pháp, hạ pháp, tiêu pháp, hòa pháp, ôn pháp, thanh pháp và bổ pháp. Thì 4 pháp đầu tiên là tả, 4 pháp sau có khuynh hướng là bổ nha. Khi mà các anh chị cho bất kỳ một pháp nào trong bát pháp này thì các anh chị phải nhớ cái bảng màu xanh để bên này, nó quan trọng đó. Kết quả của cái phương pháp mình cho là gì nha, hậu quả là cái gì, cái phương pháp nó có chỉ định gì và chống chỉ định gì trên bệnh nhân, thì mình phải rà hết trước đi rồi mình mới cho bệnh nhân. Rồi đây là
nguyên một cái sườn bố cục mà cái học phần lý luận cơ bản á, em tóm tắt lại cho các anh chị thì mình hệ thống lại cho các anh chị dễ hình dung ha. Có 3 phần thôi. Phần đầu tiên là cái học thuyết, phần thứ hai là cơ thể người bình thường, gồm có hệ thống kinh lạc nè, lục phủ ngũ tạng nè, các dạng vật chất như tinh khí huyết. Rồi khi cơ thể người bị bệnh á thì các anh chị phải tìm nguyên nhân gây bệnh. Rồi bắt đầu mình khám, khám là tứ chẩn đó, rồi bắt đầu mình chẩn đoán là bát cương, rồi đề ra nguyên pháp điều trị, là nguyên tắc điều trị đó. Rồi sau đó mình ra được bát pháp là xong, kết thúc cái chương học phần lý luận cơ bản của mình. Rồi tới đây các anh chị có thắc mắc gì không? Dạ tí cô cho xin cái slide này vào trong group nha cô. Cảm ơn cô. Rồi slide này em sẽ gửi sau buổi học các chị. Rồi nếu anh chị không có ý kiến gì mình bắt đầu kiểm tra nha. Thì cũng giống như đợt trước thôi, kiểm tra này sẽ có hai bài. Bài đầu tiên á, là bài hệ số 1. À, hôm nay cho thời gian chưa dễ đây các anh chị làm, để trừ cái sự cố trục trặc mạng gì đó. Thì nhắc đi nhắc lại các anh chị phải tìm được nơi nào có mạng mạnh giùm em nha. Khi bắt đầu làm các anh chị nói em vô không được thì em cũng bó tay luôn, tại em không có ở chung chỗ với mấy anh chị đâu kiểm soát được đâu. Cho nên là mình biết kiểm tra thì mình kiếm chỗ nào mạng mạnh để mình ngồi. Rồi bài kiểm tra hệ số 1 sẽ có thời gian làm là 15 phút 10 câu. Bài kiểm tra hệ số 2 sẽ có thời gian là 30 phút 10 câu. Bây giờ mình sẽ làm bài kiểm tra hệ số 1 trước. Không biết lớp mình vô đông đủ hết chưa? Hiện tại là 76 người. Rồi, như em đã thông báo rồi thì tới giờ mình làm thôi. Các anh chị nào vô trễ thôi ráng chịu nha các anh chị. Cái này thông báo nhắc đi nhắc lại từ tuần trước rồi. Và đặt luôn cái lịch, cẩn thận đặt luôn cái lịch hẹn cho các anh chị rồi đó. Và sáng nay nhắc lại thêm một lần nữa rồi. Cô, thì không có lý do nào mình vô trễ hết trơn á. Cô đặt lịch sao là đặt 19:30 đó cô. Cái lịch em dặn các anh chị là mấy giờ các anh chị? Dặn là 18:30. Rồi hai lớp trưởng cho em biết em dặn cái lịch của lớp mình là mấy giờ các anh chị? Mười tám giờ ba mươi cô. Rồi lớp trưởng của một lớp xác nhận, lớp trưởng của lớp thứ hai đâu ạ? Em thì em thấy ở trên cái cô ghim á là để là hôm nay 19:30 em cũng không biết. Rồi các anh chị nào chung lớp với chị hồi nãy đó xác nhận lại cho em đi mấy giờ. Em sẽ